một mái tóc đẹp là một mái tóc sáng bóng và mềm mượt. Semi luôn mang đến những dòng sản phẩm chăm sóc chuyên nghiệp cho mọi loại tóc và da đầu. Đảm bảo ba yêu cầu thiết yếu, dạng dỡ, bền màu và chăm sóc tóc tối đa, ALF APARF thương hiệu chăm sóc tóc số 1 Italia hành trình 45 năm đồng hành cùng mái tóc. Bài viết ngày hôm nay mình sẽ review tinh dầu dưỡng mượt tóc Alphapap Milano Semi giá bao nhiêu? Mua ở đâu? Có tốt không xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích thành phần chứa chiết xuất hạt lanh. Vitamin A, E, F. Tóc bóng sáng tối đa, dài lâu, giữ màu tóc nhuộm, tóc mềm mượt, dễ trải. Tinh dầu dưỡng mượt tóc Alpha Pap Milano Semi Zilino Diamond Crystalli Liquidy là sản phẩm thuộc dòng Diamond phù hợp với mọi loại tóc. Sản phẩm sử dụng công thức cân bằng hoàn hảo nhưng cực kỳ hiệu quả giúp tăng cường năng lượng cho mái tóc tóc bóng khỏe, mượt mà hơn. Semi Zilino Diamond Illuminating Crystalline Liquid áp dụng hệ thống chăm sóc với hai thế hệ mới nhất vừa cung cấp độ bóng sáng tối đa. Vừa duy trì độ khỏe và vẻ đẹp của mái tóc lâu dài hơn, tóc mềm mượt, dễ chảy, hai thế hệ chăm sóc tóc của Semi Zilino Diamond bao gồm hệ làm bóng tóc. Size Syfix Complex chứa chiết xuất từ hạt lanh với cấu trúc mạng tinh thể 3 chiều, tăng hiệu quả làm bóng tóc và giúp tóc bóng suốt 24 giờ với độ sáng tuyệt đối từ gốc đến ngọn. Color Fix Complex là sự pha trộn sáng tạo của màng che UVA, UVB cùng chất chống oxy hóa giúp tăng cường sắc độ của màu nhuộm. Giữ màu 91% sau 9 lần gội hệ chăm sóc tóc chứa hỗn hợp vitamin A, E và vitamin F cung cấp năng lượng cho từng thơ tóc ngăn ngừa sự phát triển của các gốc tự do, hạn chế lão hóa tóc hiệu quả, tinh dầu semi zilino diamond illuminating crystalline liquid là giải pháp toàn diện giúp tạo độ bóng sáng cho tóc ngay lập tức đồng thời bảo vệ da khỏi tác động của môi trường khiến tóc mờ xỉn và dễ gãy. Sản phẩm không chứa paraben, sunfat, paraffin, dầu khoáng và các chất gây dị ứng, an toàn cho da. Thân thiện với môi trường, hướng dẫn sử dụng và bảo quản, lấy khoảng 2-3 giọt vào lòng bàn tay và thoa đều lên tóc khô hoặc tóc ẩm. Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ cao, để xa tầm tay trẻ em. Bạn nên đặt mua sản phẩm trực tiếp từ website nhà sản xuất. Đặt mua từ website nhà sản xuất bạn sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi quà tặng kèm cũng như là được giảm giá và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng các bước mua sản phẩm như sau click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả của video này để chuyển sang website nhà sản xuất để lại thông tin liên hệ chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm sau khi tư vấn xong nếu bạn thấy sản phẩm phù hợp thì xác nhận đặt hàng bạn chỉ phải thanh toán sau khi nhận được hàng tại nhà nếu vẫn còn những thắc mắc về sản phẩm đừng do dự hãy truy cập website nhà sản xuất và để lại tên và số điện thoại liên hệ Nhân viên tư vấn sẽ trao đổi giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm. Lưu ý, hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng, không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng. Để có thể mua được sản phẩm chính hãng, tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường, mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết. Lưu ý, sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.